Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam và Ngân hàng MUFG Nhật Bản khánh thành công trình trường mầm non thị trấn Như Quỳnh. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Công trình gồm khối nhà lớp học 3 phòng, các phòng chức năng, khối bếp ăn 2 tầng và các hạng mục phụ trợ như mái che, tường rào, sân vườn, khu vui chơi với tổng diện tích trên 400m2, tổng kinh phí để xây dựng là trên 12 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng Công thương Việt Nam hỗ trợ 5 tỷ đồng, Ngân hàng MUFG Bank hỗ trợ các hạng mục thiết yếu. Đến nay, công trình đã hoàn thành và đi vào sử dụng, góp phần tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh và giáo viên ở địa phương. Nhân dịp này, huyện Văn Lâm tặng trường mầm non thị trấn Như Quỳnh một bộ thiết bị vui chơi trị giá 40 triệu đồng.